Tập 11. Đại thiếu phu nhân, tỉnh rồi. Tôi sao vậy? Thiếu phu nhân, cô mang thai rồi. Bởi vì cô không đủ khí huyết, ban nãy lại dùng lực quá mức, vì vậy đột nhiên hôn mê. May nhờ có Nhã Khanh, nếu không có con bé, ban nãy con không biết có hậu quả thế nào. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mẹ, con thật sự mang thai rồi. Thật đó. Ban đầu lúc tôi mới mang thai cũng có hiện tượng như vậy. Cô đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt, chú ý điều dưỡng, rất nhanh sẽ tốt thôi. Ông trời có mắt, đây là báo đáp cho đồng gia chúng ta tích đức hành thiện. Từ nay trở đi, con điều dưỡng thân thể cho tốt, chuyện của xưởng thêu con không cần để tâm đến nữa. Cảm ơn mẹ. Thiệu Vĩ sao còn chưa về nữa? Đã báo tin cho anh ấy rồi, có lẽ rất nhanh sẽ về thôi. Để Niệm Trân nghỉ ngơi cho tốt, mọi người giải tán đi. Nhã Khanh, cô có thể lại một lát không? Cô ở lại cùng với con bé đi. Đại thiếu phu nhân, cô nằm đi, cô đỡ tôi dậy đi. Bây giờ cô cần nghỉ ngơi cho tốt, không được động, để tôi dậy đi. Nào, chậm thôi. Đại thiếu phu nhân, Nhã Khanh, đừng làm như vậy. Nhã Khanh, tôi có lỗi với cô. Đừng nói như vậy, Nhã Khanh. Tôi là người phụ nữ tâm địa ác độc. Đừng nói như vậy. Đủ rồi, tôi đố kỵ cô, hận cô. Tôi thấy Thiệu Vĩ đối tốt với cô, tôi muốn nghĩ cách chia rẽ hai người, muốn nghĩ cách đối phó cô và đứa con trong bụng. Tôi tính trước tính sau, nhưng suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng của chính mình. Nhã Khanh cô ngày một tốt hơn. Cô mang thai vào đồng gia, cô thuyết phục được tất cả mọi người đồng gia. Khi đó tôi không biết gì sao, tôi chỉ biết trách ông trời không có mắt. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, bởi vì cô tốt bụng. Cô tốt thật sự. Cô có ngày hôm nay, Đó là phúc của cô. Ông trời rất công bằng. Nhã Khanh, cô thật sự rất tốt. Đừng khóc nữa, đại thiếu phu nhân. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Ngồi xuống nói. Nào, ngồi xuống. Thật không ngờ tôi cũng có thể mang thai. Đương nhiên có thể. Mặc dù cô đã làm một số chuyện sai lầm, nhưng xem ra cô là người có tâm địa thiện lương. Nhã Khanh, tôi đối với cô thật sự không tốt. Cô chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi biết. Nhã Khanh, tôi không xứng cầu xin cô tha thứ cho tôi. Nếu nhất định nói đến tha thứ, tôi đã tha thứ cho cô rồi. Sao cô có thể tốt như vậy? Tôi cũng không biết tôi tốt hay không, nhưng tôi biết tôi cũng là người phụ nữ mạnh mẽ. Nhã Khanh, đúng, cô là một người phụ nữ tốt. Nhã Khanh, cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn. Dương quản gia,
Thiếu phu nhân, Dương quản gia có chuyện gì sao? Hôm nay tôi bận bên ngoài cả ngày. Nghe nói cô có tin vui nên cố ý qua đây thăm cô, coi cô có cần gì hay không. Anh dọc lòng rồi, thứ gì tôi cũng có cả. Thiếu gia vẫn chưa về sao? Có lẽ lát nữa sẽ về. Đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay cô ngất xỉu. Một chút mà thôi, không đáng ngại. Sau này phải cẩn thận một chút. Cũng không còn sớm nữa. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Hay là ngày mai tôi mời đại phu cho cô qua đây bắt mạch bốc thuốc. Không cần đâu. Bốc chút thuốc uống cũng yên tâm hơn. Thiếu gia, Tiểu Vĩ, Niệm Trân, em thật sự mang thai rồi. Thiếu gia về rồi. Nói như vậy anh là cha của hai đứa trẻ rồi. Đúng đó, thật sự quá tốt rồi. Tiểu Vĩ, anh có thích con không? Vì sao anh không thích? Đây là con của anh, sao anh lại không thích? Anh thích chết đi được, nhưng anh không thích em. Niệm Trân, em đã là mẹ trẻ con rồi, đừng ấu trĩ như vậy được không? Trưởng thành lên. Từ hôm nay trở đi, anh nhất định sẽ là người chồng tốt, người cha tốt, để mẹ con em sống những ngày tháng bình an vui vẻ, để cả nhà cũng vui theo. Thiệu Vĩ, em thật sự rất hạnh phúc. Từ trước tới giờ em chưa từng hạnh phúc như vậy. Buổi tối gió lớn, nào đừng để lạnh con, mau vô đi, vô đi. Chậm thôi, chậm thôi. Đây, tối nay anh tới chỗ Nhã Khanh ở đi. Vì sao? Bởi vì cuối cùng em đã hiểu được một đạo lý, đó là cho người khác càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều. Niệm Trân, hôm nay sao em lại nói đạo lý vậy? Anh cứ đi đi, tối nay Nhã Khanh cần anh. Được rồi, anh không đi đâu cả, anh ở đây cùng em. Nào lại đây. Để đây, để đây. Nào nào, tới rồi, mau mau mau. Để ở đây, để ở đây nữa. Đưa tôi, được rồi, để đó đi. Đưa tôi, cô coi, mẹ vui biết bao. Đúng vậy, tôi cũng rất vui, tôi cũng rất vui. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chùa Phổ Độ. Hôm đó cô mặc bộ đồ màu xanh, vừa nhìn là biết du học quay về. Vậy sao? Thật ra trong lòng tôi luôn cảm thấy cô và Thiệu Vĩ rất xứng đôi. Hai người đang nói gì vậy? Phụ nữ đang nói chuyện, đàn ông không được nghe. Nhã Khanh, em nói coi anh có nghe được không? Không được. Đi đi, đi mau đi. Đi mau đi mau. Được được được, anh đi nói chuyện với mẹ. Đi 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 đi. Phụ nữ mà. Cô nói thật đi, hôm đó Thiệu Vĩ bỏ lại mình tôi, có phải đi tìm cô không? Vậy hai người làm gì? Thổi harmonica. Đó là khúc nhạc hay nhất thế giới mà tôi từng nghe. Còn thổi harmonica. Nếu tôi có một ngày như vậy cũng vui chết đi được. Niệm Trân, không phải bây giờ chúng ta đã có rồi sao? Đúng. Trong bụng có một đứa nhỏ, cô có cảm giác gì? Hạnh phúc. Vậy cô không căng thẳng chút nào sao? Đương nhiên căng thẳng. Cô nghĩ coi, trong người đột nhiên có thêm một đứa nhỏ. Nó ăn của cô, uống của cô, còn biết cách giày vò cô nữa. Có những lúc tôi không ngủ được, thật sự rất hận nó nữa đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là một tiểu Thiệu Vĩ. Cho dù có khổ hơn nữa cũng cảm thấy ngọt ngào. Đúng, cảm giác của tôi cũng giống cô vậy.
Lúc mới bắt đầu mang thai chắc chắn sẽ không thoải mái, lúc này nhất định phải cẩn thận. Nếu như thật sự cảm thấy thân thể không khỏe, phải mau chóng uống thuốc an thai. Thuốc an thai cô uống chưa? Tôi vẫn uống thường xuyên. Vậy tôi cũng uống mấy thang đi? Bây giờ uống cũng rất tốt. Vừa hay tôi còn dư mấy thang, có thể cho cô. Được, tốt quá rồi. Hai người đừng nói chuyện nữa, quăng bánh ngọt đi. Đồng Thiệu Vĩ, em cũng muốn nghe harmonica. Đi thôi. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Mẹ. Nhã Khanh, em cũng ở đây. Thiểu Vĩ, đại thiếu phu nhân. Nhã Khanh, muộn như vậy rồi các con còn chưa ngủ sao? Niệm Trân cố ý hầm canh gừng cho mẹ, nấu uống buổi tối ấm người sẽ ngủ ngon. Mẹ, đây. Mẹ tôi nói ăn gừng ban đêm giống như ăn thạch tín, nóng trong người. Nhiều lời, thi thoảng uống một chút thì có sao. Mẹ, Tiểu Quyển đã nói như vậy rồi, mẹ đừng uống nữa. Niệm Trân, sau này chuyện nội trợ trong nhà em theo mẹ học hỏi thêm đi. Đương nhiên rồi. Nào ngồi đi. Mẹ, bùn ngải này ngâm lâu vậy rồi, có đỡ hơn chưa? Mẹ cảm thấy rất tốt. Chân càng ngày càng thoải mái. Mẹ thấy chân của mẹ được Nhã Khanh trị khỏi rồi. Nhã Khanh, không ngờ em còn giấu tài nữa. Bệnh ở chân của mẹ anh nhiều năm như vậy, đến đại phu cũng không trị nổi. Giờ mẹ em trị khỏi rồi. Chỉ là trùng hợp thôi. Vừa hay em biết cách trị. Mẹ, mẹ coi mẹ có phúc khí chưa. Có một người con dâu thông minh tài trí như vậy, sau này mẹ chỉ cần hưởng phúc thôi. Mẹ à, có các con luôn ở bên cạnh là đủ rồi. Còn có con. Lão phu nhân, Nhã Khanh, sớm dậy để dậy pha trà rồi. Mẹ ngồi đi. Mẹ nếm thử. Rất thơm. Trà hoa nhà này là loại trà nhẹ nhất trong các loại trà. Chỉ có nước sương buổi sớm mới pha ra được vị thơm tinh khiết. Uống rất ngon. Mẹ, bữa sớm uống trà này là sảng khoái và thoải mái nhất. Mẹ. Mẹ. Con chào mẹ. Chào con. Mời tôi uống trà Nhã Khanh pha. Ngon lắm đó. Vậy sao? Anh thử đi. Rất thơm. Nhã Khanh, lát nữa đi cùng anh tới xưởng thêu. Đi xưởng thêu làm gì? Mẹ, bây giờ việc làm ăn của xưởng thêu càng ngày càng tốt. Lão Nghiêm vẫn khen Nhã Khanh thêu rất đẹp. Cứ muốn Nhã Khanh tới xưởng thêu dạy thêu cho các thợ thêu. Nhã Khanh, bây giờ con chính là trụ cột của xưởng thêu chúng ta rồi. Được rồi, đi sớm về sớm. Dạ. Hai người đi đâu vậy? Em cũng muốn đi. Hai đứa đi xưởng thêu. Vậy con cũng đi. Thiếu phu nhân, em sao vậy? Không sao chứ? Đây là hiện tượng có thai, rất bình thường.
Có điều hôm nay con đừng đi đâu nữa. Lại đây, ngồi cùng bà già này, nói chuyện ngắm mặt trời. Đừng để mọi người lo lắng. Dạ được. Điềm Trân, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau đưa em đi. Mẹ, con và Nhã Khanh đi trước. Mau đi đi. Đi. Chậm thôi, chậm thôi. Cẩn thận trong bụng. Để người ta nhìn thấy không hay đâu. Em là vợ đã cưới vào cửa của anh rồi. Sợ gì chứ? Không phải chúng ta đi xưởng thêu sao? Chị Nhã Khanh, hôm nay anh cho bản thân nghỉ một ngày. Chị Nhã Khanh, hai người đi nhanh quá. Chị Nhã Khanh, chị giỏi thật. Lần đầu tôi thấy thiếu gia vui như vậy. Thật sao? Thật đó. Diều đây, diều đây. Thiếu gia, mau coi diều nè. Thiếu gia, cậu coi. Cậu coi đi, điều này mới làm đó. Anh biết thả diều sao? Biết, thiếu gia nhà chúng tôi thả diều rất giỏi đó. Thả diều vừa cao lại vừa xa. Vậy sao? Lúc nhỏ anh thả diều, cậu ấy ở bên cạnh ăn kẹo hồ lô. Kết quả ăn thành như bây giờ. Chẳng trách cậu tên là kẹo hồ lô. Đi, đi thả diều. Thiếu gia đi thôi. Bay lên. Phụ nữ có thai không nên uống trà. Nè Tiểu Quyển, lấy cho thiếu phu nhân chút nước ấm. Dạ được. Những chuyện này sau này con phải chú ý nhiều hơn. Ví dụ không được dùng lạnh, không được leo cao. Con biết rồi mẹ. Thiếu phu nhân uống nước. Sao vậy? Không được ra ngoài nên con không vui sao? Đâu có. Mẹ cũng từng còn trẻ, chút tâm tư này mẹ vẫn nhìn được. Không vui chính là không vui, rất bình thường. Mẹ, có phải con quá tham lam không? Thật ra, phụ nữ nên rộng lượng một chút. Đàn ông khó tránh tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ cần trong lòng họ có con, không ra ngoài ham chơi háo sắc, con cũng đừng quá để trong lòng. Mẹ, con... Mẹ biết con làm rất tốt. Trong lòng mẹ rất rõ ràng. Có điều thời gian này cùng chung sống, mẹ thấy Lục Nhã Khanh lòng dạ không xấu. Thực ra Nhã Khanh thực sự rất tốt. Nhã Khanh có tốt, đó là phúc khí của đồng gia chúng ta, cũng là phúc khí của đại thiếu phu nhân con. Đúng. Chỉ cần tìm được cách chung sống, các con nhất định sống rất vui vẻ. Thiếu gia nhanh lên. Cậu chậm thôi. Diều bay rồi. Ông chủ, có thể nặng một đôi búp bê giống hai người chúng tôi không? Được thôi, được thôi. Anh coi anh muốn màu nguyên bản hay muốn sơn màu? Màu sơn đi, màu sơn đẹp hơn. Trông anh và phu nhân thật xứng đôi. Em gái, em tên là gì vậy? Em tên Nê Nữ. Em trông thật xinh đẹp. Chị cũng như vậy. Em đang làm gì vậy? Em đang nặng một cái đầu người. Chị đừng động. Em muốn nặng một người giống chị. Em muốn nặng chị sao? Bay đi. Bay đi. Bay đi. Bay. Không phải muốn thả diều sao? Sao còn ngồi ở đây? Kẹo hồ lô, cậu cũng thật ngốc. Thả cả buổi chiều mà diều vẫn ở dưới đất. Cậu không làm nó bay lên được sao? Không có gió, không thả được đâu thiếu gia.
Anh thả diều giỏi không? Đương nhiên là giỏi rồi. Em biết thả diều không? Em hả? Trẻ con nhà nghèo từ nhỏ đã có rất nhiều việc phải làm: chẻ củi, gánh nước, đốt lửa nấu cơm, còn phải cắt cỏ cho heo. Đâu có giống như trẻ nhà giàu các anh có nhiều đồ chơi như vậy. Gì mà nhà nghèo nhà giàu? Sau này cuộc sống của anh chính là cuộc sống của em. Em không mong cầu nhiều như vậy, chỉ cần như bây giờ, ngày ngày ở bên anh, có thể nhìn thấy anh, em đã rất thỏa mãn rồi. Nhã Khanh à, sau này anh chính là cánh diều của em. Em bảo bay tới đâu thì anh bay tới đó. Bay đi. Thiếu gia về rồi sao? Vẫn chưa. Thiếu phu nhân, tôi cảm thấy cô thực sự quá thiệt thòi rồi. Bây giờ Lục Nhã Khanh sắp trèo lên đầu cô rồi đó. Bây giờ thiếu phu nhân đang mang thai, không thể hầu hạ thiếu gia. Đàn ông lúc này là dễ thê lòng nhất đó. Vì vậy thiếu phu nhân, cô nhất định không thể xem thường. Quỷ nhà đầu nhà cô, sao biết nhiều dữ vậy? Không ăn thịt heo còn chưa nhìn thấy heo chạy sao? Mặc dù bây giờ thiếu phu nhân được lão phu nhân che chở, sinh con xong còn có chỗ dựa, nhưng hạnh phúc hay không, chủ yếu vẫn quyết định bởi thiếu gia. Bây giờ không phải chúng tôi rất tốt hay sao? Cô đừng quên, Lục Nhã Khanh xuất thân từ Tuyết Liên lâu đó. Phụ nữ ở nơi đó rất biết cách câu hồn của đàn ông. Thiếu phu nhân, nếu cô nghĩ như vậy là không đúng rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Thiếu phu nhân, sao cô tới đây? Lão Nghiêm, trong nhà buồn chán quá, ra ngoài dạo chơi thôi. Thiếu gia đâu? Thiếu gia hôm nay chưa tới. Không đúng, sáng sớm đã cùng cô Lục ra ngoài, nói tới xưởng thêu chỉ dẫn thợ thêu. Chưa tới sao? Hôm qua lúc đang làm, cậu ấy có căn dặn rằng hôm nay không tới. Hai người nhanh lên, tôi đói sắp chết rồi. Thiếu gia, mau mau mau, thơm quá. Dạ, chào thiếu phu nhân. Sao muộn như vậy mới quay về? Em vẫn luôn đợi hai người. Cơm đã chuẩn bị xong rồi. Nhã Khanh, không sao đâu. Trong nhà không cần câu nệ như vậy, trước mặt người ngoài chú ý chút là được rồi. Hoa này tôi cố ý hái cho cô. Tôi thấy hoa này rất đặc biệt. Trong phủ không có hoa thơm như vậy, có thể để trong phòng. Nhã Khanh, cảm ơn cô, cô thật có lòng. Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia mua về cho cô đó. Nước hoa này giống hệt lỏ trong phòng em, hy vọng em sẽ thích. Thích. Đừng đứng đó nữa, mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Được, em cũng qua ăn luôn đi. Thiếu phu nhân, thiếu gia cũng thật là dáng vẻ chiếc lọ đó khác chiếc của thiếu phu nhân quá nhiều. Bỏ đi, có là tốt rồi. Còn cả Lục Nhã Khanh đó nữa, cô ta có ý gì vậy? Còn tặng cô hoa, có phải muốn nói hoa nhà không bằng hoa dại không? Thiếu phu nhân, Lục Nhã Khanh này thật sự quá đáng. Cô ta căn bản không coi cô ra gì. Thôi đừng nói nữa, lắm miệng quá. Ăn nhiều chút.
Niệm Trân à, em ăn món này tốt cho con. Thịt viên tứ hỷ. Đây, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đây, đây nào Giảng Khanh. Thiệu Vĩ, mẹ nghe Khai Thái nói gần đây con rất vất vả vì chuyện của xưởng thêu. Việc buôn bán của xưởng thêu chúng ta cũng ngày càng tốt hơn. Mẹ, đây gọi là gia hòa vạn sự hưng. Sau này xưởng thêu có dự định gì không? Về phương pháp cải cách, con nghĩ ra ba cách. Nói thử coi. Thứ nhất, về lương bổng của nhân viên, con muốn lấy ra 1/10 tổng thu nhập hàng tháng để làm hoa hồng. Điểm thứ hai, con muốn nhắm vào nội vụ của xưởng thêu, phải tăng cường quản lý. Sáng tối hàng ngày đều phải dọn dẹp vệ sinh một lần, đặc biệt là thủy tinh, nhất định phải lau sạch sẽ. Điểm thứ ba, kinh doanh của xưởng thêu càng ngày càng tốt, rất nhiều khách hàng phải đối mặt với vấn đề xếp hàng. Con muốn trong xưởng thêu mua một chút kẹo và điểm tâm miễn phí cho khách dùng, để bọn họ ngồi chờ khỏi buồn chán. Mọi người cảm thấy thế nào? Đây là một khoản chi không nhỏ đâu. Liệu có quá nhiều không? Mẹ cảm thấy rất hay. Đây có thể là điểm riêng biệt của xưởng thêu Đồng Ký chúng ta. Tiêu chút tiền để được truyền miệng cũng rất đáng. Thiếu gia, bây giờ cậu không hổ là trụ cột của nhà chúng ta, có suy nghĩ, có quyết đoán. Mẹ, thực ra những điểm này đều là do Nhã Khanh nghĩ ra đó. Mẹ, thật sự không ngờ mẹ và Nhã Khanh có cùng quan điểm. Mẹ, Thiệu Vĩ khách sáo rồi. Đây là do hai tụi con cùng nghĩ ra. Thiệu Vĩ, Nhã Khanh, Khai Thái, chào thiếu phu nhân. Chào. Thiếu phu nhân, có việc gì sao? Tôi chỉ muốn hỏi, anh ở Dung Thành lâu như vậy, đám đầu đường xó chợ trên đất này, anh quen biết không ít đúng không? Thực ra Khai Thái cũng không có giao tiếp, chỉ là bình thường giúp lão phu nhân xử lý chuyện xưởng thêu, khó tránh chạy đi chạy lại bên ngoài, nên phương diện này cũng biết đôi chút. Nhưng nếu thiếu phu nhân có gì phân phó, Khai Thái ra ngoài một chuyến là chuyện nên làm. Không có gì lớn, tôi chỉ muốn anh giúp tôi tìm vài người.
là nhân vật lớn gì sao? Nhân vật nhỏ, nhỏ tới không đáng kể. Đi, mau mau. Đám đốc con làm gì vậy? Ra ngoài đi, ra ngoài. Làm gì vậy hả? Đi đi. Đi, đi mau. Đi, tụi bay làm gì vậy? Mau đi đi, tụi bay làm gì vậy hả? Không phải viết không cần tiền sao? Gạt người, gạt người, gạt người. Gạt người, gạt người, gạt người. Làm gì vậy hả? Đi, không nói nổi. Cậu ra thể thống gì? Thiếu gia, cậu coi đi, coi đi. Lão Nghiêm, bày lại đi. Lại bày nữa. Thiếu gia nè, có câu nói thế nào nhỉ? Không sợ kẻ trộm lén, chỉ sợ trộm nhớ thương. Chúng ta có thể đuổi được một hai lần, lỡ như vậy sao? Tụi nhóc ăn xin của cả thành đều nhắm vô đây. Vậy thiếu gia, cửa tiệm của chúng ta phiền phức rồi. Lão Nghiêm, bày lên rồi nói sao? Chuyện ông vừa nói tôi sẽ nghĩ cách. Ông coi tiệm chúng ta, nếu muốn cải cách gặp chút khó khăn cũng là bình thường. Không thể vì chút khó khăn này mà lui bước được, đúng không? Nhưng thiếu gia, Lão Nghiêm, cứ bày lên đi. Được. Thiệu Vĩ, sao trông sắc mặt khó coi như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Không sao, chỉ là xưởng thêu gặp chút phiền phức nhỏ. Anh suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì tụi ăn xin đó sao? Làm sao mẹ biết? Thiệu Vĩ, em cảm thấy cách nghĩ của anh rất hay. Nhưng bây giờ chúng ta làm quả thực rất phiền phức. Không bằng kế hoạch này sau này chúng ta hãy làm. Anh thấy thế nào? Đại trưởng phu lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Bây giờ anh hối hận, không phải thành trò cười hay sao? Ai cười anh chứ? Đều là người nhà cả. Hơn nữa bây giờ anh còn trẻ, có những kinh nghiệm chúng ta học dần là được. Không được, đây là quyết định đầu tiên của anh. Nếu anh hối hận, sau này ai mà nghe anh nữa? Tâm trạng muốn lập quy của anh em rất hiểu. Nhưng em thật sự không muốn anh quá vất vả. Niệm Trân, em về nghỉ ngơi trước đi, để anh suy nghĩ thêm một lát. Vậy anh cũng ngủ sớm. Tôi thấy bây giờ đám nhân viên làm việc nhiệt tình hơn trước không ít đâu. Bọn họ làm gì cũng cẩn thận hơn trước nhiều. Tôi đang nghĩ sự nhiệt tình này của họ có thể kiên trì được bao lâu. Điều này rất quan trọng. Mấu chốt là liên quan đến hoa hồng thôi. Người làm được nhiều, hoa hồng sẽ nhiều. Người làm ít hoặc có vấn đề, hoa hồng cũng sẽ ít. Đúng, có lý đó. Thiếu gia, tôi sẽ đem chế độ thưởng phạt này viết lại tỉ mỉ hơn một chút, sau đó công bố cho bọn họ. Được, Thiệu Vĩ. Nhã Khanh, sao em tới đây? Lão phu nhân nói gần đây anh quản lý xưởng thêu đồng ký chức giả, bảo em đưa canh gà tới cho anh. Cô Nhã Khanh, lâu rồi không gặp. Chào Nghiêm trưởng quầy. Trước đây lúc còn ở nhà mợ đã được ông chiếu cố, thực sự cảm ơn ông. Chủ yếu là gì? Cô Nhã Khanh là thợ thêu hạng nhất, điều này ai ai cũng biết. Từ sau khi cô rời khỏi xưởng thêu đồng ký chúng tôi, không tìm được thợ thêu nào có tay nghề giỏi như cô. Nghiêm trưởng quầy quá khen. Mau vô trong đi, canh gà sắp nguội rồi. Được, nào chậm thôi. Mau mau mau, đi.
Đám ăn xin này làm gì vậy? Mau ra ngoài, mau ra ngoài, mau ra ngoài, đi 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 đi. Ra ngoài, ra ngoài, mau ra ngoài. Ra ngoài đi, mau ra ngoài. Làm gì vậy? Đi. Ra ngoài, ra ngoài. Đi mau, đi mau, đi đi đi. Đi nhanh lên đi, ra ngoài, ra ngoài. Thật sự quá phiền phức. Tụi nhóc này ngày nào cũng tới làm loạn. Đi mau, trẻ nhỏ không thể đánh được. Càng đánh tụi nhỏ thì tụi nó sẽ càng làm bậy. Không bằng nghĩ cách khác đi. Em có cách. Cũng không coi là cách. Để thử coi. Mình ghét nhất những kẻ có tiền giả bộ người tốt. Cậu coi lão già cầm chổi dẫn đầu đó, đó đang là bộ dáng liều mạng. Không phải chỉ lấy bọn họ chút đồ ăn sao? Đâu đến nỗi. Người tới rồi, người tới rồi. Đừng sợ. Ăn ngon không? Đừng tin cô ấy. Cô ấy là người của đồng ký. Ban nãy ở xưởng thêu mình nhìn thấy cô ấy. Nào, tụi em coi có thích ăn thứ này không? Chị có ý gì chứ? Sau này các em thích ăn loại nào? Để đồng gia chuẩn bị cho các em một chút. Chúng tôi đi trộm đồ, chị còn bảo bọn họ chuẩn bị. Có phải chị có bệnh rồi không? Nếu đồng gia đã nói muốn chiêu đãi miễn phí mọi người, vì đương nhiên không thể nuốt lời. Các em thích ăn gì, bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều một chút. Đây là vì suy nghĩ cho tụi em. Vậy sau này có phải tụi em cũng nên suy nghĩ cho bọn họ không? Chị nói lời này nghe giống như đang làm ăn vậy. Rốt cuộc chị muốn gì? Đồng thiếu gia nói rồi, sau này hàng ngày các em có thể lấy ăn, nhưng không thể lấy hết, phải để lại cho khách một chút. Sau này trưởng quầy cũng không đánh tụi em nữa, nhưng mà tụi em cũng phải đảm bảo sau này không được phá đồ ném đá nữa. Chị có thể đảm bảo? Có thể. Được. Sống trong giang hồ quan trọng nhất là chữ tín. Chỉ cần đồng gia các người nói lời giữ lời, tiểu gia tôi cũng không ăn không đồ của các chị. Khu vực này là địa bàn của tôi, sau này đồng gia thuộc về tôi quản rồi. Em có thể nói lời giữ lời không? Vậy thì một lời đã định. Một lời đã định. Lục Nhã Khanh này cũng lợi hại thật, đến đám ăn xin cũng thu phục được. Dương quản gia, không phải anh nói luôn muốn giúp tôi sao? Vậy anh giúp tôi nghĩ cách đi. Thiếu phu nhân, cô đừng quá lo lắng. Theo tôi thấy, Lục Nhã Khanh có tài giỏi hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa cũng vô ích thôi. Đợi đến khi đứa con trong bụng cô chào đời, trái tim của đồng Thiệu Vĩ nhất định ở bên cô. Cả đồng gia này cũng sẽ thuộc về cô. Bỏ đi. Xem ra anh nói những lời này đều là giả thôi. Thiếu phu nhân, nỗi hận của cô với Lục Nhã Khanh lớn như vậy sao? Tóm lại, có thể giúp tôi trút nỗi giận này chỉ có Dương quản gia mà thôi. Thiếu phu nhân, thuốc an thai sắp xong rồi, cô mau uống lúc nóng đi. Nhã Khanh, vậy tôi lui xuống trước. Nhã Khanh, sao cô làm việc này? Nếu bọn họ làm là được rồi. Không sao đâu, sắp xong rồi. Mẹ, ăn cơm thôi. Nào, để tôi giúp cô. Niệm Trân, Niệm Trân, cô không sao chứ? Niệm Trân, cô sao rồi? Cô không sao chứ? Nhã Khanh, sao cô không cẩn thận như vậy? Mẹ, không phải con. Nhã Khanh, nếu tôi có chỗ nào không đúng với cô có thể nói trước mặt tôi. Không cần phải như vậy. Con dù sao cũng là con của đồng gia. Tôi... Điểm Trân, bây giờ con cảm thấy thế nào? Mẹ, có lẽ không sao rồi. A-di-đà Phật. Mẹ, không sao thì tốt. Nhã Khanh cũng không cố ý. Mẹ, con biết rồi. Nhã Khanh, ban nãy tôi quá lo lắng nên nói hơi quá lời, cô đừng để trong lòng. Không, Điểm Trân, tại tôi không tốt, tại tôi không cẩn thận. Không sao. Mẹ, ăn cơm thôi. Không sao là tốt, ăn cơm đi. Cô gọi người tới dọn dẹp đi. Dạ, đây. Mẹ ngồi đi. Không sao, không sao.
anh về rồi. Sao vậy? Tâm trạng không tốt? Ai ức hiếp em? Không có ai ức hiếp em. Em gạt anh. Anh còn không hiểu em sao? Nói, ai gan lớn như vậy dám ức hiếp mẹ của con anh? Thật sự không có đâu. Thật sự không có sao? Vậy em cười một cái đi. Không có thì tốt. Em coi, đây là gì? Harmonica. Anh cố ý cầm nó là muốn thổi cho em nghe sao? Đương nhiên rồi, em nghe nha. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Niệm Trân, Niệm Trân, Niệm Trân, sao rồi? Gọi đại phu. Con em, con em. Em sao rồi? Con em, Niệm Trân.